Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình khám phá những sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thanh Hóa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, nơi có một sản phẩm mang tên là cao cà cái leo Duy Anh. Với nguồn nguyên liệu tự nhiên, quy trình sản xuất hiện đại và những công dụng vượt trội cho chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ rất tốt trong điều trị các bệnh về gan, thì cao cà cái leo Duy Anh đã ghi dấu ấn với chứng nhận OCOP 3 sao. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều gì đã làm nên sự khác biệt và chất lượng của sản phẩm này nhé. Cà gai leo là một loại cây thân leo nhỏ, cao từ 60cm đến hơn 1m, đặc trưng với rất nhiều gai. Loại cây này có thể mọc hoang ở nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến miền núi. Cà gai leo được biết đến là một loại dược liệu quý, có tác dụng phòng tán phòng thấp, tiêu độc, tiêu đờm, trừ ho, giảm đau và cầm máu. Đặc biệt, nó còn giúp điều trị các bệnh liên quan đến gan như viêm gan, viêm gan B. Cây cà gai leo rất dễ trồng và ít bị sâu bệnh phá hoại, do đó phù hợp với phương thức canh tác hữu cơ. Nhận thấy tiềm năng và lợi ích từ loại dược liệu này, năm 2020, Hợp tác xã Dược liệu đã được thành lập nhằm sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cà gai leo. Từ đây, sản phẩm cao cà gai leo Duy Anh đã ra đời, mang đến giải pháp kinh tế bền vững cho nông dân địa phương. Quy trình chiết xuất cao cà gai leo được thực hiện kỹ lưỡng và khoa học qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên, nguyên liệu cà gai leo được rửa sạch và cho vào nồi chiết, đun sôi trong một thời gian nhất định để chiết xuất các dưỡng chất. Quá trình được diễn ra liên tục với thời gian và nhiệt độ được tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ nguyên được hương vị dịu mát và các hoạt chất quý giá của cà gai leo. Thành phẩm cuối cùng là cao lỏng có tỷ trọng 1:1, mang lại hiệu quả tối ưu trong hỗ trợ điều trị bệnh. Làm ra được cái cao này, thực tế ra là tôi làm thì là như là phải đảm bảo nhiều khâu lắm, nhiều yếu tố lắm. Thứ đầu tiên đó là như là cái cây là phải già. Già thứ hai nữa là như là nấu cho cao nó ngon đẹp thì là cứ phải là cây đầu tiên mới già sạch có dại. Ba nữa là phơi đến khô, tức là phơi khô đó còn khoảng 9-10% cái độ ẩm của nó, tức là nó không bị mốc. Ngày xưa là nói chung là tôi là đi sau đó đi học ở trong Quảng Ngãi, đó về tôi làm nó là như là hắn nấu bằng củi, đó là sau đến cái một thời gian đó là như là một nó không về cái an toàn vệ sinh, không an toàn vệ sinh. Hai nữa là về cái là khói hắn bụi thì là như lúc không thể chịu được, bây giờ là cái lượng nhu cầu của người dân hắn là khói lại cao, đó là cậu mà tôi chuyển sang bên nấu điện thì là như là cứ mỗi nồi thì nấu là được một, là được 50 cân 50 kg là cái nguyên liệu. Nồi thì nói chung là hoàn thiện cho một nồi là mất 1.500 phút cho một nồi cao vừa ninh vừa khô hoàn thiện này. Hợp tác xã cũng đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy cắt, máy trộn, nồi chưng cất chuyên biệt để nâng cao chất lượng sản phẩm. Khâu an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng với quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Mỗi hộp cao cà gai leo Duy Anh đều được dán tem, nhãn mác và có mã QR code để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và kiểm tra chất lượng. Cái hiện tại đầu ra nói chung là hắn cũng đang ổn định cả, đang có dự định là đang tương lai là đang có dự định là như là bán là như các cái là đưa ra các cái đại lý lớn. Thế là hai nữa là các shop bán hàng là như là online. Còn là tương lai thì nói chung là sang năm 2025 này rồi sẽ mở rộng được. Đang phấn đấu mở rộng theo quy hoạch quy mô của mình của hợp tác xã. Cao cà gai leo Duy Anh có hương vị hơi thè nhẹ, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng. Đặc biệt, sản phẩm có tác dụng tốt trong việc giảm viêm gan B, giúp tăng cường chức năng gan, tiêu độc, tiêu đờm, trừ ho, giảm đau và cầm máu hiệu quả. Vâng thưa quý vị, với quy trình sản xuất an toàn, khép kín, cùng những công dụng hỗ trợ sức khỏe tuyệt vời, cao cà gai leo Duy Anh xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe gan một cách tự nhiên và hiệu quả. Đến đây thì chuyên mục của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành của chúng tôi để khám phá thêm nhiều sản phẩm tiêu biểu khác của Thanh Hóa nhé.